Thưa quý vị, mặc dù ngành du lịch Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tích cực từ đầu năm đến nay, tuy nhiên nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn và thiếu tính bền vững. Sau mùa cao điểm du lịch của quý 2, quý 3, bước vào quý 4 năm nay, các hoạt động du lịch dịch vụ tại Đà Nẵng không còn sôi động như trước do bước sang mùa thấp điểm. Nhiều cơ sở dịch vụ du lịch, nhất là các đơn vị lưu trú đã phải cắt giảm lao động để cân đối thu chi. Cạnh tranh nhân lực trong mùa cao điểm rồi đào thải dần lao động trong mùa thấp điểm đã trở thành tình trạng chung của ngành du lịch Đà Nẵng những năm qua. Tuy nhiên, hậu Covid-19, vấn đề này trở nên đáng lo ngại hơn. Tuy chúng ta có hoạt động rất là tốt, nhưng cái mức độ thu nhập kinh doanh về doanh số và các cái thu nhập về salary của nhân viên nó không bằng như thời điểm của 2019 và những năm về trước. Chính điều đó nó làm ảnh hưởng cũng không nhỏ đến cái sự dịch chuyển nguồn nhân lực của chúng ta. Đặc biệt trong cái giai đoạn của mùa thấp điểm này, nguồn nhân lực sẽ được tinh giảm để tối đa hóa về chi phí và lợi nhuận của các chủ đầu tư. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng nhiều đơn vị kinh doanh du lịch đã nỗ lực giữ chân người lao động để đảm bảo chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách. Thay vì cắt giảm nhân sự mùa thấp điểm rồi lại mất chi phí đào tạo khi tuyển mới lao động vào mùa cao điểm, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng hơn đến việc chủ động nâng cao năng lực của nguồn lao động tại chỗ cũng như duy trì chế độ đãi ngộ hợp lý. Sau dịch, chúng tôi cũng khó khăn bước ban đầu ở chỗ là những cái nhân sự cụm cán đã rời đi khi họ không đủ chờ đợi trong cái giai đoạn dịch hoàn hành. Nhưng mà cũng rất là may mắn, nó có những cái khó khăn, cũng có những cái thuận lợi. Thì chúng tôi cũng đã tuyển dụng lại, đào tạo lại cái dàn nhân sự mới của mình. Và mọi người cũng đang rất là cố gắng vì bản thân nhân sự cũng như doanh nghiệp đều hiểu được những cái khó khăn trước mắt. Và những cái khó khăn có thể kéo dài trong khoảng 2 năm tới của cả ngành du lịch. Cho nên là cả doanh nghiệp, cả chủ đầu tư, cả nhân viên đều tương tác và hỗ trợ cho nhau. Chủ đầu tư thì cũng hiểu được cái khó của người lao động, người ta cũng cố gắng duy trì để cho người lao động có cái nguồn lương có thể đảm bảo được cuộc sống. Dù vậy, sự phục hồi thiếu bền vững thị trường lao động khiến việc tuyển sinh của các trường nghề đào tạo du lịch tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn. Cái nhận thức của họ về ngành du lịch bây giờ họ không có mặn mà như trước đây. Như trước đây, 10 học viên có thể tới 6 học viên là học ngành du lịch. Thì bây giờ là 6 học viên nó sẽ được chia sẻ ra, chỉ còn 2 thôi. Và 2 đó được chia sẻ bởi nhiều cơ sở đào tạo khác, cho nên các cơ sở đào tạo sẽ rất khó. Như vậy, theo tôi nghĩ rằng là về phía chính quyền, chính phủ thì phải có cái chính sách là ưu đãi một cách đặc biệt đối với người học nghề. Khuyến khích họ quay trở lại học du lịch, đặc biệt là ngành du lịch. Và cái mức cho vay mỗi học viên mỗi tháng cao lên. Ý thứ hai nữa là về phía doanh nghiệp thì phải ý thức cho việc là phải dùng nhân lực qua đào tạo. Chủ động về định hướng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phục hồi bền vững của ngành du lịch vẫn đang là vấn đề đặt ra. Và lại dĩ nhiên, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa 3 bên, nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp trong việc tái cấu trúc và sử dụng một cách có hiệu quả nguồn nhân lực du lịch, qua đó góp phần đảm bảo thương hiệu cũng như chất lượng dịch vụ của điểm đến Đà Nẵng.